ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10 năm 2018, Motoshi là thương hiệu gia dụng luôn đề cao sức khỏe, giá trị sống của gia đình Việt. Nhờ đó, hãng đã liên tục cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng dây 3 3242 Nhật Bản. Và là một trong số ít thương hiệu có được chứng nhận quy chuẩn Việt Nam 6.1.2010 Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy ép chậm MUTO CMZ-86. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Máy ép chậm MUTO CMZ-86 bán ở đâu? Máy ép chậm MUTO CMZ-86 có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé! Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích máy ép chậm MUTO CMZ-86 giá bao nhiêu tiền thời điểm mới tung ra thị trường máy ép chậm Moto CMJ86 có giá lên tới 2 triệu 650 nghìn đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng. Trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 2 triệu 252 nghìn 500 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương. Quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Máy ép chậm Mutoshi MJ86 có tốt không? Bản thân mình vốn dĩ rất chú trọng các sản phẩm thiết bị gia dụng tốt cho sức khỏe giống như vừa qua có mua nồi chiên không dầu cũng là thiết bị nhà bếp cực kỳ tốt cho sức khỏe gia đình để làm ra các món ăn bổ dưỡng mà hạn chế tối đa lượng dầu mỡ vào cơ thể. Điểm mình thích ở dòng máy này sử dụng phương pháp ép nén lạnh rau củ ở tốc độ chậm giúp giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng trong rau củ quẻ công suất lớn 200V và tốc độ chậm 40 đến 60 vòng một phút giúp ép triệt để cho nước sánh bị nóng tiếp nguyên liệu cực lớn có thể xay rau củ quả như táo lê, nguyên trái, tiết kiệm thời gian sư chế và say ép hoạt động êm ái với chân đế chống trượt và độ ồn thấp. Hạn chế ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình hai chế độ ép xuôi. Vệ sinh máy dễ dàng, ép kiệt bã tới 98% nước trong trái cây, ép kiệt bã với tốc độ 40 đến 60 vòng một phút và cho ra lượng nước ép nhiều hơn các máy ép thông thường ép liên tục 30 phút không bị nóng, cho ra khoảng 15 đến 20 lít nước ép tùy từng nguyên liệu ống tiếp nguyên liệu cực lớn tám MJ86. Với ống tiếp nguyên liệu cực lớn, chốt khóa chắc chắn, có thể xay ép rau củ quả như táo. Lê, nguyên trái một cách dễ dàng, tiết kiệm công thức sơ chế và thời gian xay ép dễ dàng lắp đặt. Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, máy chỉ có một nút vặn duy nhất có chế độ đảo chiều, rất dễ thao tác. Bạn không phải mất quá nhiều thời gian để làm quen với việc sử dụng máy, máy ép chậm Moto CMJ86 bán ở đâu. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được máy ép chậm Moto CMJ86 tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy ép chậm Moto CMJ86 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua máy ép chậm Moto CMJ 86 trực tiếp từ nhà sản xuất. Bước 1. Anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2. Bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3. Sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của máy ép chậm Moto CMJ86 sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được máy ép chậm Moto CMJ86 chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy ép chậm Moto CMJ86 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.